Hello cả nhà, quẩn không? Đi ăn thôi. Tối nay mình đi ăn sushi, tiệm có tên là Iwaya Teppanyaki and Sushi. Vừa bước vô là nó có cái này. Ok, hình như là menu mình phải cầm. Này con, cầm giùm cái đi, cầm giùm mẹ cái này nữa, cái này nữa. Cái này mình lấy một cái menu. Lấy cái này đi ha. Mang sushi. Ok. Lấy đợi đi. Ok. Cũng đông nhập. Coi mình có bàn không ta? Let's see. Nè, Require a seat before ordering at the counter. Là đi kiếm bàn ngồi chứ. Đi kiếm bàn ngồi ha. Đi góc này đi. Excuse me. Ngồi. Này giống là tiểu tự phục vụ ở cả nhà, có nghĩa là mình đi vô xong rồi mình sẽ lấy menu ở đằng trước và thêm một cái tờ giấy là mình muốn ăn cái gì, mình coi menu xong rồi mình sẽ điền vô cái tờ giấy đó rồi mình đứng xếp hàng ha, mình đứng xếp hàng mình đợi để mình order. So mình order ngay cái chỗ này xong rồi tính tiền luôn. Xong rồi đợi người ta bưng đồ ăn ra. Đây là những món mình order nha, là steak nè, có cái roll sushi. Lát nữa quay cho rõ hơn. Mắc cục 65 đồng. Thiệt hại. Trong khi chờ đợi đồ ăn ra thì mình có thể đi múc súp. Đây là súp miso. Bên này là súp corn. Có hành, nước tương đầy đủ, tự phục vụ. Bên này thì có ly, chén, bốn đĩa, đũa, với hai đôi đũa đi. Đó, ở đây có đá, lấy nước. Lấy nước, lấy đá. Okay. Mình sẽ xin nước vô. Thank you. This is the dessert, right? Yes, it's a bean soup. Red bean soup. Oh, thank you. Còn cái đây là lát nữa ăn xong thì ăn chè. Giờ đang ngồi đợi. Cái số 18 này là đây katsu don. Hình như là cơm với thịt heo á, nãy nói thịt heo. Còn chicken là thịt gà. Rồi số 26 là steak nè. 21 là số ai muốn bạn này hả ta? Đúng rồi, cơm yêu. Rồi số 7 là cái mực á, hình như là mực mực nướng như là cái này, mực đây. Cái này là cơm thịt heo. Lấy chén để xì ra trà ra tôi ngớ. Ăn thử ơi, ngon con. Ngon. Hình như là thịt heo chiên giòn. Ok, yeah. Nóng không? Có cần nước tương không? Chin nước sâm soy sauce. Ngon. Good. Ăn súp đi. Súp corn.
Là lạ ha. Nó là súp. Súp bắp. Lạc lạc mặn mặn. Là lạ. Mà có lúc nhiều bắp. Bây giờ mình ăn thử cơm. Cái này giống trứng chiên á. Hai bên hả? Trứng chiên nhưng mà có nước tương á. Hơi mặn. Chắc ăn cái cơm dừa. Thịt heo lăn bột chiên giòn. Cấm mân. Cấm mân chị ra chạy. Ăn món này chắc ăn thử cho biết thôi chứ không ăn nữa đâu. Giờ mình sẽ thử súp miso nha. Miso súp là có rong biển nè. Canh rong biển. Cũng được, không có tanh. Hình như là khẩu vị ở đây người ta ăn hơi mặn hay sao, hay tại em ăn mọt ta. Hai chắc ăn mặn chắc lắm. Tại nó hơi mặn mà, đậm đà. Wow, cái dĩa này nó bự nha. Cơm, thịt bò. Và cái này là mực nướng. Let's try. Còn đây là món cơm lươn. Xin mời cả nhà mình thưởng thức nha. Ok, let's try con. How's that? Good? Tastes good? Mình ăn thử nha. Nè, chấm thử cái này đi. Mực nướng với lại xì ra chà nữa nè. Đó. Sao? Cho ý kiến với sao, cảm thấy sao? Mực ướt hả? Mực ngon hả? Ok. Đây, mẹ thử. Mấy thịt bò. Thêm này chắc là Vedet của đây. Thịt bò ok mềm. Cái này là Vedet thì cái cơm này sẽ là cái gì? Bên này là hoa hậu, bên này sẽ là á hậu. Còn cái cơm hồi nãy mình ăn đầu tiên là chắc là mình sẽ không có order nữa đâu. Cơm gì đó? Katsu á? Katsu don hả? Cái gì đó? Number 18. Cơm lươn ngon nè. Được hả con ha? Thịt bò ok right? Yeah.
Để ăn thử cái mực này coi. Ăn cái mực đi. Đi. Coi. Để mày ăn cho, đợi xíu. Mực ngon nè. Ok. Nướng giống như kiểu vừa chín tới, không có bị dai nha. Được, được. Này chấm với sữa chà đi. Chấm kiểu ăn với khô mực á, nhậu nè. Món kiểu mực mực nắng. Quên nữa, mình còn một cái cuộn sushi nữa. Ok, được rồi con, cảm ơn. Thịt bò thì em chỉ có kêu medium rare thôi. Đó, nó hơi đỏ trong. Nhưng mà ăn như vậy thì nó mềm. Còn nếu mà kêu nó chín quá là nó sẽ cứng. Em kêu thêm cái sauce là gì đó, kêu sauce nha. Tại thích chấm cái sauce này là nó hơi ngọt ngọt á. Cái món thịt bò này là số 26 nè. Recommended nha cả nhà. Tại vì cái salad nó trộn á là cũng hơi vừa ăn luôn á. Very good. Cho 10 điểm luôn. Approve. Ok. 10 điểm không con? 10 điểm à. Còn đây là món cuối cùng. Ê mà cũng hơi no rồi. Spicy tempura. Here the sushi. Ở trong là có tôm chiên cuộn. Ở trên đây là có avocado, bơ, dưa leo. Chấm vô chút xíu của cái miếng yêu sốt đó. Trong tất cả 5 món mà em với Ben đã order thì cái steak này là ngon nhất nè, 10 điểm nha. Cái này cũng ok, cho là 8 điểm rưỡi đi. Mực nè, hụt ngon nè, 9 điểm. Còn cái sushi này thì cũng thường thôi, cho 7 điểm. Còn cái này là không nên order luôn, 5 điểm. nhiều điểm, 6 điểm hả? Cho nó 6 điểm hả? Ok, 6 điểm. Tại nó cũng ăn được tại vì nó cũng ăn được hết mấy miếng thịt trong đó. 6 điểm. Xong rồi mình sẽ ăn thử chè đậu đỏ. Chè đậu đỏ nấu cũng mát nên chỉ có hấp thôi. Nhạt nhạt, thanh thanh, nhẹ, không có ngọt gắt. Còn đậu thì người ta nấu nát hết trơn luôn rồi. Mà cô không biết có bao nhiêu đậu trong đây nữa. Đi ăn mặn xong là phải ăn ngọt vô cho nó đều đúng không? Chứ mà ăn mặn xong mà hả, không ăn ngọt là nó sẽ bị bấp bênh. Mình ăn dessert nha, Snowy Village.
Hồi xưa có tên là Snowy Village, bây giờ đổi chủ gọi là Snowy Dessert Bar. Mình sẽ coi cái menu ở trên cái quầy tính tiền ha, là họ có bán nè bingsu nè, là kem đá bào ha, rồi cái có mấy cái món ăn vặt như là kem cá nè, teriyaki này nọ. Thì mình order xong thì họ sẽ đưa cho mình cái số này, lát nữa họ sẽ bưng tới bàn cho mình luôn. Tổng thiệt hại của cái buổi tráng miệng ngày hôm nay là có tiền tiếp nữa là 13.04. Xin mời cả nhà, nó sẽ gồm có là blueberry, xoài, strawberry, nó hơi nhiều dẻo nha. Nó có là siro nữa, đổ siro vô nữa. Cái này không phải là đá bào không đâu nha, mà là sữa bào. Khoái ăn ngọt ghê ha, khoái ăn ngọt hả, nhìn vậy mà cũng khoái ăn ngọt ghê. Yummy. Cái này mấy muỗng đầu ăn còn ok nha, ăn tới khúc cuối là nó quá ngọt luôn. Tới khúc cuối là không muốn ăn nữa tại vì nó quá ngọt. Cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà, thank you, hẹn gặp lại ở nhiều video tiếp theo. Chương trình ăn cho mập đã đến đây là hết rồi.